Bom tấn DLC đỉnh cao của Elden Ring đã ra mắt rồi, nhưng PC của bạn đã đủ mạnh để kéo max setting game hay chưa? Chỉ với 16 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một dàn PC cực mạnh với CPU Intel Core i5-12400F 6x12 luồng, đi cùng với các đồ họa Asus RTX 4060 8GB. Với cấu hình này, có thể bạn vẫn sẽ ăn hành đấy, nhưng mà là hành sẽ đẹp hơn, mượt hơn và lung linh hơn. Với công nghệ Ray Tracing và DLSS 3.5, lại còn được lắp ráp gói gọn trong một chiếc vỏ case bể cá cực kỳ hiện đại và tinh tế nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc là tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích, như là tăng RAM, SSD hay là nâng cấp lên tản nhiệt nước. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom theo thông tin mà chúng mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì quay lại phần nội dung chính nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bổ Phổi, nơi chúng mình đem đến những tin tức nguội tanh nguội ngắt, nhưng bù lại thì cực kỳ vô dụng. Sau đây là một vài tin chính trong số ngày hôm nay. Hai người đàn ông ẩu đả khiến cho một người thiệt mạng tại Indonesia chỉ vì họ tranh cãi xem quả trứng có trước hay con gà có trước. Thanh niên tộc Marobo thiểu số nằm sâu trong rừng Amazon kể từ khi có Internet đã nghiện xem phim đen. Một YouTuber nổi tiếng ăn quỷ tiền và đăng lên mạng khoe khoang được bầu làm nghị sĩ nghị viện châu Âu. Và một cậu bé 15 tuổi đã trở thành vị thánh công giáo đầu tiên trong thiên niên kỷ này. Con gà có trước hay quả trứng có trước? Câu hỏi muôn thuở gây ra sự tranh cãi giữa bao nhiêu học giả và cả những người thường chúng ta nữa. Đó là một chủ đề tranh luận mà sẽ chẳng đi đến đâu cả, tại vì hai bên đều cho là mình đúng kể cả khi khoa học nói gì đi chăng nữa. Dù vậy, chỉ vì câu hỏi này mà dẫn đến án mạng thì chắc chỉ có Indonesia mới có. Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, hai người đàn ông không quen biết nhau đã tình cờ ngồi tại cùng một quán rượu ở Nam Sulawesi. Khi hơi men bắt đầu nồng nặc, hai ông bắt chuyện với nhau kể về đủ thứ trên trời dưới đất như thể là bạn thân đã ngủ chung một mái nhà từ thời còn mặc quần hở chim vậy. Tuy nhiên, diễn biến đã quay ngoắt 180 độ khi cuộc trò chuyện chuyển sang câu hỏi nhân sinh rằng con gà có trước hay quả trứng có trước. Sự khác biệt giữa nhận thức triết học của hai kẻ say đã làm căng thẳng leo thang, khiến cho một người đứng phát dậy và đi về nhà. Nhưng mà không phải để ngủ, mà là để lấy thành mã tấu. Ông ta quay lại quán rượu và đâm người kia nhiều nhát, khiến cho người ta tử vong tại chỗ, kết thúc tình bạn 1 tiếng rưỡi. Hung thủ sau đó đã ngay lập tức đến đồn công an để thú tội. Vì lý do gì đấy, gà là một chủ đề rất dễ gây mâu thuẫn. Ngay mùng 1 tháng 8 này thôi, cũng có một cuộc đánh nhau mà liên quan đến gia cầm tại Nam Carolina, Mỹ. Nguyên nhân là vì đi nấu gà mà không tẩm ướp trước. Đó là một buổi tối bình thường thôi, gia đình nhà Hopper đang chuẩn bị đồ ăn. Hope Hopper đang áp chảo ức gà thì bị Anthony ngó vào hỏi: "Ê, tại sao mày không tẩm ướp gà trước cho nó đậm vị?" Hope quay ra bảo là: "Ê, tao biết nấu ăn nhá, mày không cần phải nhắc đâu con chó." Để không phải là mình diễn, trích nguyên văn báo cáo của cảnh sát là Hope đã nói thế. Anthony kiểu càng thấy rõ và đấm vào mặt Hope rồi đẩy cô xuống bàn. Một người khác trong gia đình phải lôi súng ra bắn lên trần nhà thì cả hai mới chịu tách nhau ra. Cơ mà chỉ được một thời gian ngắn thôi, tại vì Hope lại lôi một con dao ra và đuổi theo Anthony. Thế là bà ngoại cả hai phải dùng chổi lao ra cản. Anthony thấy thế thì được đà, lấy luôn bình xịt côn trùng và phun lên mặt Hope. Hope giật lấy cái bình và phun lại vào mặt Anthony. Mọi chuyện hỗn loạn đến mức mà cảnh sát phải đến để lôi cả hai lên đồn. Vì lý do gì đấy, nó làm mình nhớ đến cái meme này. Mình vẫn còn nhớ cái thời mà Internet là một thứ mới mẻ trong đời sống người Việt. Những Yahoo, Zingme, Boom Online, tốc độ mạng chậm đến mức mà bạn sẽ mất 1 tiếng để đào công chúa bong bóng .mp3 của Bảo Thi về mà ngạc nhiên chưa? Đó thực ra là virus và bạn sẽ phải nghĩ xem nói về bố mẹ kiểu gì để không bị ăn vài cái điều khiển vào mông. Giờ những trải nghiệm đó sẽ được truyền lại cho bộ tộc Marobo sâu trong khu rừng Amazon. Tại vì nhờ vào dự án Internet đến mọi nhà của Elon Musk, những nơi xa xôi hẻo lánh nhất cũng có thể truy cập World Wide Web cho dù họ có điện hay chưa. Tuy nhiên, các già làng của bộ tộc đang hối hận về quyết định cho phép người dân sử dụng Internet, tại vì họ dành phần lớn thời gian để xem phim con heo. Dịch vụ Starlink của Elon đã đến những nơi sâu nhất của rừng Amazon 1 năm nay. Người tộc Marobo thiểu số đã có thể tiếp cận với những công nghệ của thành thị. Giờ họ không còn bị cô lập nữa nếu có ai đó gặp nạn và cần được cứu, như là bị rắn cắn chẳng hạn. Là có thể nhanh chóng gọi cấp cứu và cơ quan chức năng đến để ứng phó ngay lập tức. Những người trẻ cũng có thể tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài những hàng cây rậm rạp kia, còn người lớn thì liên lạc lại được với con cháu đã rời khỏi làng của mình thông qua các app tin nhắn và FaceTime. Tuy nhiên, mạng Internet cũng gây ra nhiều tệ nạn, nghiêm trọng là đằng khác.
Trong rừng Amazon, nếu như không đi săn, không câu cá, không hái quả là sẽ chết đói. Thế nhưng thanh niên trong làng giờ cứ nằm võng lướt điện thoại thôi. Nào là chat chít, chơi game, có người còn bị lừa nhắn tin với kẻ gian tại vì họ chưa có kiến thức về an ninh mạng. Một số thì rất nhanh chóng phát hiện ra là bạn có thể tìm thấy những thứ nóng bỏng trên Glu Glu. Rồi thế là những nhóm chat thanh niên trai tráng dâm tà xuất hiện, chia sẻ cho nhau những kiến thức bị cấm. Chính quyền Brazil cũng nhận thấy vấn đề này và lo sợ rằng văn hóa dân tộc truyền thống lâu đời của Marobo sẽ không phải là mai một dần mà là bị phá hủy tan nát chỉ trong vài năm tới. Thôi thì chịu, mạng Internet là như vậy mà. Chúng ta luôn nói rằng không có gì là không thể, miễn tin vào bản thân là bạn sẽ có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta chưa từng nghĩ rằng có những người không nên trở thành tất cả mọi thứ mà họ muốn. Như kiểu đây là một YouTuber người ship, nổi tiếng với việc làm các trò con bò ở Nhật Bản để câu view, và ông vừa được bầu làm nghị sĩ của Nghị viện châu Âu. Phidias Panagioto là một người làm nội dung nói giảm nói tránh là không được đáng ngưỡng mộ cho lắm. Anh nổi tiếng với chuỗi video du lịch quanh Nhật Bản mà không trả một đồng vé tàu nào cả. Một ví dụ là anh trốn trong nhà vệ sinh của một đoàn tàu Shinkansen để né nhân viên soát vé, xong khi bị bắt quả tang thì ngay lập tức giả vờ là mình bị bệnh. Phidias đã làm điều tương tự với một chuyến tàu sau đó. Công ty đường sắt Nhật Bản JR Kyushu đã điều tra và YouTube cũng đã xóa video đó của anh. Một trò khác của Phidias là anh đã lẻn vào một khách sạn 5 sao, ăn buffet sáng ở đó, rồi lẻn đi mà không trả tiền trong khi khoác loác trên camera. Video này đã nhận được rất nhiều chỉ trích, khiến cho Phidias phải xin lỗi và hứa sẽ nghiên cứu kỹ hơn về văn hóa Nhật Bản. Mình không biết cái quỵt tiền là phạm pháp lại cần phải được nghiên cứu kỹ đến thế đấy. Cơ mà vào tháng 6 vừa qua, trong đợt bầu cử nghị sĩ nghị viện châu Âu đại diện cho nước Síp, thì Phidias đã nhận được 20% tổng phiếu bầu. Trúng luôn! Trong khi đấy, chính anh còn nói rằng mình không biết gì về chính trị hay là hoạt động của Liên minh châu Âu EU cả. Nhân tiện, anh này 23 tuổi, trẻ hơn cả mình. Vẫn giữ máu YouTuber, ngay sau khi nhận chức, anh đã đăng video khoe luôn thành tích của mình, khoe cả tiền lương hàng tháng nữa là 8.000 euro. Và rồi vài ngày sau đấy, Phidias lại đăng thêm một video để bảo khán giả là hãy comment phía dưới video và quyết định xem mình sẽ tham gia đảng nào trong nghị viện châu Âu nhé. Nói rằng như thế mới là dân chủ đích thực. Sự thành công của Phidias là một sự tranh cãi rằng việc trở thành chính trị gia bây giờ không còn phụ thuộc vào tài và đức của ứng cử viên nữa, mà là vào độ nổi tiếng trên mạng của anh ta. Càng nhiều người biết tên anh thì số phiếu bầu càng cao, cho dù những hành động trước đó của anh có đáng bị phán xét đến thế nào đi chăng nữa. Liệu một người sẵn sàng vi phạm pháp luật ở nước ngoài để câu view có thể làm công việc cần sự nghiêm túc và trách nhiệm cao không? Chúng ta sẽ để thời gian trả lời. Thực sự đấy, 23 tuổi được 8.000 euro mỗi tháng, mình đang làm cái gì ở đây vậy? Mẫu tin tiếp theo sẽ hơi khác một chút, vì đây là một câu chuyện buồn. Một cậu bé 15 tuổi sẽ được giáo hoàng Francis phong thánh, khiến cậu trở thành vị thánh đầu tiên của giáo hội công giáo thuộc thế hệ Millennials. Đây là Carlo Acutis, sinh năm 1991 tại London, rồi chuyển tới Milan sinh sống. Ngay từ khi còn bé, Carlo đã được thu hút bởi thiên chúa giáo và cả công nghệ thông tin nữa. Cậu đã kết hợp hai niềm đam mê này và bắt đầu thiết kế các trang web cho trường học và giáo xứ của mình, trước khi bắt tay vào một dự án tham vọng lưu trữ thông tin của tất cả các phép lạ thánh thể trên thế giới. Carlo đã ghi chép được 150 trường hợp, dịch chúng sang hơn 10 thứ tiếng khác nhau, rồi đưa tất cả lên một trang web được thiết kế chỉnh chu, có cả bản đồ để theo dõi xem những phép lạ đó đến từ đâu. Trang web này đã trở thành một công cụ đắc lực trong việc truyền giáo trên khắp thế giới, một ví dụ điển hình của việc kết hợp công nghệ hiện đại với niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2006, Carlo đã rời khỏi thế giới này chỉ vài ngày sau một cơn sốt bất thường. Về sau, người ta phát hiện ra rằng cậu bị ung thư bạch cầu cấp tính. Mặc dù đã có công rất lớn đối với giáo hội, nhưng mà điều đó là chưa đủ để được phong thánh. Quá trình phong thánh của giáo hội công giáo bao gồm 3 bước. Đầu tiên, người đó phải được giáo hoàng công nhận là một người đã sống đức độ. Tiếp theo, người này phải là một phần của một phép màu thánh thể, từ đó sẽ được ban chân phước. Và sau đó, khi góp phần làm nên một phép màu nữa, thì người đó chính thức được phong thánh. Carlo sau khi được giáo hoàng Francis công nhận đã được ban chân phước vào tháng 10 năm 2020. Một cậu bé ở Brazil đã gặp phải một căn bệnh về tụy hiếm gặp. Cậu đã gửi lời cầu nguyện tới Carlo, rồi sau đó thực sự khỏi bệnh, một phép lạ. Lần thứ hai là vào ngay tháng 5 năm nay, một cô gái đến từ Costa Rica đã bị chấn thương đầu sau khi ngã xe. Mẹ của cô đã cầu nguyện tới Carlo tại mộ của cậu và cô ấy đã thực sự hồi phục mặc dù vết thương rất nặng. Sau phép lạ này, giáo hoàng Francis đã chính thức đưa tên Carlo vào danh sách phong thánh và dự tính buổi lễ sẽ được thực hiện vào năm sau. Lúc đó, cậu sẽ trở thành vị thánh thuộc thế hệ Millennials đầu tiên của thế giới.
cuối cùng sẽ là một số tin vắn để kết thúc số bộ phổi ngày hôm nay. Một người đàn ông tại Singapore đã phải lên đồn nộp phạt vì chống người thi hành công vụ bằng cách ăn thuốc lá. Vào một ngày, Ramamosi đang ngồi uống bia một mình thì bắt gặp một cậu thiếu niên đang hút thuốc tại một nơi có biển cấm hút thuốc. Hai cán bộ đã nhìn thấy và tiếp cận, nói rằng cậu đã vi phạm luật và hỏi thông tin cá nhân. Cậu thiếu niên không nói gì cả. Thấy thế, Ramamosi tiến lại gần, lấy điếu thuốc đang cháy dở kia, nhét vào mồm, nuốt chừng, rồi bảo cậu bé chạy ngay đi. Cậu bé chạy thật, nhưng người hùng của chúng ta bị bắt lại. Khi được hỏi thì Ramamosi nói rằng không muốn một thiếu niên bị dính tội lên sự yếu lý lịch của mình khi còn trẻ như thế. Anh cũng thắc mắc một điều rằng, tôi không biết là ăn thuốc lá cũng có tội đấy. Một phiên tòa đã được tổ chức ngay sau đó, kết tội Ramamosi chống người thi hành công vụ, rồi thẩm phán cũng không quên nói với anh rằng, anh ăn bao nhiêu thuốc lá cũng được, điều đó không có trong luật cấm. Tiếp theo, Sở Đăng ký Quốc gia Malaysia đã đưa ra thông báo hướng dẫn về việc đặt tên cho con. Theo đó, những cái tên không nên được dùng để đặt bao gồm Harimau, có nghĩa là hổ, Busuk, có nghĩa là đần độn, và Skibidi. Chính quyền đã lên tiếng, đừng đặt tên con là Skibidi. Còn nữa, tại Trung Quốc, camera đã ghi lại hình ảnh của một cụ già 92 tuổi mắc bệnh Alzheimer trèo cổng để trốn khỏi viện dưỡng lão tại thành phố Yên Đài. Các nhân viên đã tìm thấy bà ngay sau đó, trong khi cộng đồng mạng thì hết lời khen ngợi bởi với cái tuổi đấy mà bà có thể trèo cổng chỉ sau 24 giây một cách an toàn. Tôi có khi còn chẳng leo được nửa đầu tiên. Và đó cũng là kết thúc của số bổ phổi ngày hôm nay. Chúng mình sẽ còn quay lại với nhiều hơn những tin tức không giúp ích gì cho đời bạn trong những số lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.